With approximately 2.96 billion users as of 2022, Facebook is undoubtedly one of the favorite social networking sites in globe. As for students, they use Facebook for different purposes, including entertainment or academic learning. Với khoảng 2,96 tỷ người dùng tính đến năm 2022, Facebook chắc chắn là một trong những trang mạng xã hội được ưa chuộng trên toàn cầu. Đối với sinh viên, họ sử dụng Facebook cho các mục đích khác nhau, bao gồm giải trí hoặc học tập. First, it is a relaxing channel where students comfortably tend to vent their negative thoughts on their school life via a status, share unforgettable memories, or watch multiple funny clips to relieve stress. Đầu tiên, đây là một kênh thư giãn, nơi học sinh thoải mái có xu hướng trút những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống học đường của mình thông qua những dòng trạng thái, chia sẻ những kỷ niệm khó quên hoặc đơn giản xem những clip hài hước để giải tỏa căng thẳng. Additionally, they can easily connect with those who have the same interests through various Facebook pages where they can enjoy reading top comments or discussing hot topics with each other. Ngoài ra, họ có thể dễ dàng kết nối với những người có cùng sở thích thông qua các trang Facebook khác nhau, nơi họ thích đọc các bình luận hàng đầu hoặc thảo luận về các chủ đề nóng với nhau. Second, Facebook, regarded as the biggest knowledge platform, enables learners to get access to an array of free learning materials and even ask for specialized knowledge from other friendly users. Thứ hai, Facebook được coi là nền tảng kiến thức lớn nhất, cho phép người học truy cập vào một loạt các tài liệu học tập miễn phí và thậm chí yêu cầu kiến thức chuyên môn từ những người dùng thân thiện khác. Besides, it's very convenient for students to create a Facebook group chat on Facebook Messenger to upload and share lectures, prepare for class presentations as well as do assignments together. Bên cạnh đó, rất thuận tiện cho các sinh viên tạo nhóm chat Facebook trên ứng dụng Facebook Messenger để tải lên và chia sẻ các bài giảng, chuẩn bị cho các bài thuyết trình trên lớp cũng như là bài tập về nhà cùng nhau. In short, Facebook can contribute to students' academic achievements if they can take full advantage of it in an appropriate way. Nói tóm lại thì Facebook có thể đóng góp vào thành tích học tập của sinh viên nếu họ tận dụng tối đa nó một cách hợp lý.